Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh HQT Vlog. Hãy bấm nút subscribe để theo dõi kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Là khi chúng ta mất đi, cái gì nó cũng hết, nhưng mà cái phước thì không bao giờ hết. Và là vì cái phước nó sẽ đem theo ta đời này cũng như đời sau, là chúng ta quý vị. Và tiếp theo đây thì là ta tâm xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm của Việt Dũng. Và nhạc phẩm Mời Em Về sẽ qua tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Anh. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào ngài chủ tịch. Con chọn bằng bài ca khúc để hát cúng dường và gây quỹ cho buổi chiều hôm nay. Con có một cái ý kiến này, có đề nghị này. Con có một cái bài hát nó cũng khá đặc biệt mà nhiều người thích. Hát không bao giờ trả tiền hết. Nếu mà chiều nay nếu với bài hát của con á, mà mỗi người đóng góp vài đồng vài chục để cho con có tiền bỏ vô thùng phước thương cúng dường thì hay lắm. Và trước tiên con được xin 50 ai cho. Cảm ơn Huy. Còn ai nữa? Thưa quý vị, Quốc Anh đã có bài hát có 50 đô la để gây quỹ rồi. Còn một vị Phật tử có mặt ở đây, còn quý vị nào nữa không? Bao nhiêu? 100. Thưa quý vị, Quốc Anh có 150 đồng cho bài hát thứ nhất. Chưa? Còn ai nữa không? Quý vị cứ cho đều đều Quốc Anh hát cho tới bất cứ bài hát nào quý vị yêu cầu, với điều kiện quý vị tiếp tay với Quốc Anh để gây quỹ. Thưa quý vị, bài hát đầu tiên Quốc Anh có 150 đô la. Mời cả nhà, mời hai vị đã ủng hộ ca khúc này, bài hát của cố ca nhạc sĩ, một người em yêu thương của gia đình nghệ sĩ chúng tôi, cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, Mời Em Về. Lại Hà Nội xưa.
những chiều trời mưa.